À, tôi vừa thử cho bạn nghe âm thanh của cái đàn Steinrich F10. Steinrich F10 thì những ai đó mà chi tiêu tiết kiệm cần có một cây đàn âm thanh tiếng hay thì luôn luôn họ cố gắng tìm mua được cây Steinrich này. Và tôi nói rằng hình thức của nó thì không có quá có gì đặc biệt cả. Thế nhưng mà âm thanh, màu sắc của âm thanh của Steinrich thì có thể nói nó có một cái sự dày dặn, sự ấm, chắc chắn và nó rất rõ nét. Vâng, dày dặn, ấm, chắc chắn và rất rõ nét. Tôi muốn nhấn mạnh như vậy. Vì thế nên là Steinrich N10 luôn luôn là sự lựa chọn của những ai khó tính về âm thanh và lại chi tiêu tiết kiệm. Bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để các bạn cùng xem. Đúng là âm thanh rất hay phải không các bạn? Trên toàn bộ 88 phím. Cảm ơn các bạn.